Cứ tự nhiên nha, ở chỗ khu du lịch nha, đừng ngại ha. Tự nhiên đó thầy. À. Em mới dễ đó thầy. Em tự nhiên vô cùng luôn á. Ờ bên đây sao đẹp hơn mấy bàn kia ta. Trời ơi. Đừng có làm anh thích nha. Bành tráng lên, bành tráng lên. À. Rồi. Bắt đầu chương trình giới thiệu xin gọi biết tất cả bài Đất Thời Tiền Giang. Yeah.
trồng để giữ đất và lấy lá để lập nhà. Để tay vô trong không để tay ra ngoài nha các bạn. Địa phương ở đây họ gọi nó là gì? Cặp bằng. Cái cặp bằng này rất là dễ thấy trong chai rượu sâm banh này, cái nút bình thủy nè, hoặc là các bạn nào chơi cầu lông đó, trái cầu lông, cái đít cầu lông mình làm từ cái cặp bằng này ra. Và hoa bằng nó sẽ nở vào đầu mùa mưa và nó kết trái, trái của nó tròn và dẹp. Khi nó chín nó sẽ tỏ ra một cái mùi hương rất là thơm. Cái bằng này mình có thể ăn để giải cảm được bởi vì nó rất là chua ha. Rồi bây giờ vào mình sẽ Bến Tre, thì mình nghe nói đến Bến Tre thì mình nghĩ đến gì? Bởi vì cái tỉnh Bến Tre, cái tỉnh Bến Tre thì những cái gì? Bởi vì tỉnh Bến Tre này thì nó được bình thường là mãi mãi từ lâu đó là lâu bão, lâu lâu ăn quá lâu bên một lâu ăn quá thông cảm lâu lắm mới đi được. Trên nhìn xuống sẽ thấy cái tỉnh Bến Tre này nó không dính liền vào đất liền Việt Nam, nó giống như một cái hòn đảo nhỏ, xung quanh của nó đều là nước hết. Và ngày xưa mình đi Sài Gòn mà về Bến Tre phải qua con phà, đó là phà đặc biệt, thì bây giờ mình thay thế qua cây cầu đặc biệt này. Và các tỉnh Bến Tre này mà muốn đổ về các tỉnh miền Tây khác nó phải đi phà, như Cà Mau, Chiên, Cao. Bây giờ mấy cái phà đó cũng đã được cầu rồi nha, và cây cầu đặc biệt cầu ngang ngang thôi, chứ không có dạng kiến trúc hình dây văng giống như cầu đặc biệt này. Bến Tre này thì nó có rất là nhiều dừa, nó có dừa lùng, dừa hẻo, dừa nhau, dừa chuối, dừa xiêm hay là dừa tam quan của miền Trung nó cũng có ở đây. Cây dừa thì họ không bỏ cái dừa hết ha, làm gỗ, lấy gỗ dừa làm lá dừa rồi có thể làm trang trí để là đặt đám cưới nè. Bốn cái nhưng mình đi hai cái tre. Nói cho mẹ để các bạn hiểu nó
hết rồi, lên đây mình xem được các di tích ở đoạn dừa nữa. Còn muốn hát một lát nữa như mình dùng cơm xong mình trở về, rồi sẽ chạy chậm chậm về bên đó để các bạn hát ở trên tàu nha. Tham quan Cồn Phụng. Lúc hôm nay đi du học trên Pháp, hôm nay tới được 3 lần. Dạ. Bấm ảnh này là lúc hôm nay tại đây tu.
đây là sợi hoa đồng tôn giáo sẽ gây ấn tượng nữa gì cái tâm bản này ông hóa trang như một quốc gia vậy. Nhưng các bạn khác đó mặc đồ lên một cái đeo đánh giá này. Hồi nãy trên đò thì anh ta nói sơ về hôm nay rồi thì anh mới nhắc lại những điểm tránh thôi. Đây là tấm ảnh mà hôm nay đứng chứng minh người thấy đạo tôi là đạo hòa bình, cho mẹ cuộc sống chung với nhau, hai con vật và khách trị với nhau, vẫn sống hòa thuận với nhau. Và đây là đặc trưng tín đồ của đầu dừa là em các bạn. Đầu tóc là bây giờ không cạo không cắt, dùng cái màu giải chung với cái màu áo nâu đó quấn giữ lại đi trên đất và tôn cho cái bổ hạnh. Đầu đà ăn chay làm đất cho các bạn ha. Và đây là tấm ảnh chợ Bến Thành năm 1971 khi ông hai đem 13 từng xé tiền lên trên cái tổng thống như đó. Đây. Và đây là những tấm ảnh về ở cái thời gian cuối đời của ông. Khi mà hồi nãy anh nói với bạn ở bên phường 5 của Tiền Giang á, khi gặp trong người đi truyền bá cái đạo nghĩa thì công an mới gặp tới. Thì yêu cầu giải tán hay bên xung sát với nhau, mà nói thật các bạn cái này là nó ngoài lề các bạn đừng quên nha. Cái giò này mất đèn ngón đất trời. Nhưng mà cái du lịch anh không cáo cái này thôi. Và giờ nó bất cứ cái đồ lịch rồi. Đến bữa cơm trưa Tiền Giang nha, cá tai tượng chiên xù. Trời ơi, cá tai tượng đấy. À, thấy không, cá ở Tiền Giang là chiên xong là nó vẫn còn sống, nó đứng chững vậy không? Nó bơi được luôn á. Rồi, đặc sản cá tai tượng chiên xù nha. Còn xôi chiên phồng nữa. Rồi, đặc sản. Rồi, đặc sản nha, cá tai tượng chiên xù nha. Ở đây là duy nhất, ở đây là cá ăn xong rồi nó vẫn còn đứng lên. À. Cá tai tượng chiên xù. Đặc sản của Tiền Giang đó. Đi với các bạn là thầy nhịn miệng đãi các bạn à, không ăn đâu. Ai đâu nhậu đâu. Ai đâu đánh vào.